Rất vui mừng được gặp lại quý khán giả của Kiến thức quân sự trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, dưới biển sâu là những con bạch tuộc khổng lồ, những con cua không có mắt và cả sức mạnh nguyên tử hủy diệt của con người. Trong vòng hơn 100 năm qua, con người đã dần dần hoàn thiện khả năng che giấu sức mạnh khủng khiếp của mình dưới đáy đại dương. Những chiếc tàu ngầm của hai phía, thế giới tư bản và cộng sản đã phát triển qua nhiều thế hệ, bao gồm các loại tàu chiến thuật cũng như chiến lược, được coi là sản phẩm đặc biệt của chiến tranh lạnh. Vậy thì hành trình phát triển từ một chiếc tàu được chèo bằng tay cho đến một con tàu hiện đại được sắp xếp hợp lý với đầu đạn hạt nhân đã diễn ra ngoạn mục như thế nào? Mời quý vị hãy cùng với Kiến thức quân sự khám phá trong hành trình ngày hôm nay. Tránh xa khỏi con mắt tò mò của người dân, thoát khỏi các vệ tinh và các máy bay dò thám, biển sâu là nơi mà các quốc gia cất giữ một phần tiềm năng quân sự thực sự của mình. Thế nhưng, xuất phát điểm của tàu ngầm quân sự lại rất khiêm tốn. Các mẫu tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử chỉ được thiết kế để tấn công các con tàu ở gần bờ hoặc đang ở trong cảng và có động cơ chạy bằng tay. Toto, chiếc tàu ngầm điều khiển bằng tay do nhà sáng chế Bushnell phát minh vào thập niên 1770 đã không thể đánh đắm bất cứ một con thuyền nào cả. Thưa quý vị, trong suốt một thời gian dài, tàu ngầm quân sự không hoạt động thành công. Cho đến khoảng 100 năm sau, trong cuộc nội chiến của nước Mỹ, thì chiếc tàu ngầm CSS Hanley của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ đã trở thành chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử có thể đánh chìm thành công một chiếc tàu chiến. Một bước nhảy vọt trong sự phát triển của hạm đội tàu ngầm được cả thế giới chờ đợi trong một vài năm, và tàu ngầm Hanley đã trở thành một ngoại lệ trong thời đại của nó. Con tàu ngầm là một điếu xì gà bằng thép dài khoảng 12m và rộng 1,17m. Con tàu được trang bị một quả ngư lôi chứa 41kg thuốc nổ, gắn vào một cọc gỗ ở mũi thuyền. Thủy thủ đoàn gồm 8 người. Cuộc tấn công đầu tiên và cũng là cuối cùng của tàu Hanley diễn ra vào năm 1864 nhằm vào tàu USS Housatonic của quân đội miền Bắc, có trọng tải 1.240 tấn, đang tuần liễu ngoài cảng Charleston, Nam Carolina. Tàu ngầm tấn công thành công con tàu của đối phương và làm cho nó chìm xuống đáy biển trong vòng 5 phút. Hanley phát tín hiệu quay trở về căn cứ, nhưng sau đó nó không hề nổi lên. Cuộc khai quật sau này cho thấy, rất có thể sau khi bắn thủy lôi vào tàu Housatonic thì Hanley đã không di chuyển ra vị trí đủ xa và do đó bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tàu ngầm dần dần trở thành một trong các biện pháp chính để bảo vệ các bờ biển. Tư tưởng dùng tàu ngầm để phòng thủ được tiếp tục cho tới khi quân đội Đức dùng tàu ngầm để di chuyển từ bờ biển của họ tới quần đảo Anh trong Thế chiến thứ nhất. Vào thời điểm Thế chiến thứ hai nổ ra, đã đánh dấu sự ra mắt của những chiếc tàu ngầm quân sự với khoảng cách tấn công dài hơn. Ngay cả khi sở hữu nhiều tiến bộ về công nghệ thì tàu ngầm của Đức, Nhật và Mỹ vẫn dành nhiều thời gian di chuyển trên mặt nước hơn là dưới mặt nước. Chúng thường chỉ lặn xuống khi phát hiện máy bay hoặc tàu thủy tới gần. Thưa quý vị, khi Adolf Hitler lên nắm quyền ở Đức vào những năm 1930, thì ông ta đã xây dựng lại hải quân Đức và ra lệnh chế tạo những chiếc U-boat mới. Các tàu ngầm Đức đã thông qua chiến thuật mới di chuyển để tấn công các đoàn xe của quân đồng minh. Trong khi đó, người Anh đã giới thiệu lại hệ thống tàu, lắp đặt radar trên tàu của họ và sử dụng các công cụ tìm hướng tần số cao để xác định tín hiệu của tàu ngầm đối phương. Tuy nhiên, tàu ngầm Đức vẫn trở nên lớn hơn và nhanh hơn nhiều so với trước. Năm 1940, Đức Quốc xã đã phát triển U-300, một con tàu nặng 550 tấn. Vào tháng 7 năm 1942, các kỹ sư Đức đã loại bỏ U-300 và tiếp tục giới thiệu U-301. Cuối cùng thì chỉ có 7 con tàu loại này được hoàn thành. Càng ngày, khả năng phát hiện tàu ngầm của các bên tham chiến càng trở nên tốt hơn. Do đó, Liên Xô và Mỹ đã đẩy mạnh nghiên cứu để phát triển ra các mẫu tàu ngầm có thể dành nhiều thời gian dưới nước hơn. Phần lớn, các nghiên cứu này được dựa trên các đột phá mà quân đội Đức Quốc xã phát triển trong giai đoạn sau của cuộc chiến. Tàu ngầm Type 21 của Đức Quốc xã là một chiếc tàu ngầm tân tiến hơn tất cả các mẫu tàu ngầm của quân đội đồng minh, đã được cả Nga và Mỹ nghiên cứu. Công nghệ Type 21 được áp dụng vào các mẫu tàu ngầm tiếp theo,
ví dụ như ống thông hơi để tái tạo không khí và các loại cảm biến tân tiến, đã giúp tạo ra bước tiến lớn tiếp theo cho lĩnh vực phát triển tàu ngầm. Đỉnh cao của các bước tiến này là vào năm 1955, khi mà tàu ngầm USS Nautilus được trang bị năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ, lập kỷ lục mới về thời gian ẩn mình dưới nước trong một chuyến đi tới Puerto Rico. Chuyến đi này có hai mục đích là biểu dương sức mạnh quân sự đối với Liên Xô trong chiến tranh lạnh và thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về tàu ngầm quân sự với vai trò vũ khí chiến tranh. Hyman Rickover, đô đốc bảo thủ và cứng rắn nhất của Hải quân Hoa Kỳ, là người trực tiếp dẫn đầu dự án Nautilus. Tàu ngầm có lò phản ứng hạt nhân có thể giúp tàu di chuyển trong hàng tuần liên tục mà không cần nổi lên bờ. Bởi vậy, giới hạn duy nhất cho khả năng quân sự của các con tàu này là lương thực thực phẩm cần thiết cho các thủy thủ. Thưa quý vị, chuyến đi của Nautilus vào năm 1955 là một cú sốc lớn cho Liên Xô. Hai năm sau, Nga đáp trả với sự ra mắt của K3 Leninsky Komsomol. Trong khi tàu ngầm hạt nhân cho phép Mỹ và Liên Xô có thể tấn công tàu thủy một cách bí mật, thì khả năng ở dưới nước hàng tuần lễ liền giúp tạo ra một vũ khí chiến lược mới. Đó là tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân. Các mẫu tàu ngầm mới, cùng với cuộc đua tên lửa không gian, các mối đe dọa hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn trong chiến tranh lạnh đã khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất cứ lúc nào, Mỹ hoặc Liên Xô cũng phải đối mặt với nguy cơ một đầu đạn hạt nhân bỗng dưng xuất hiện từ những chiếc tàu ngầm nằm ngoài biển sâu. Mối lo ngại này đã trở thành nội dung chính trong cuốn sách Cuộc truy đuổi dưới đáy trùng khơi và cũng có ảnh hưởng lớn tới nền văn hóa của nước Mỹ thời điểm đó. Cuộc chiến giữa Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh lạnh chủ yếu là thông qua quá trình theo dõi nhau. Cuộc chiến lạnh này đã chính thức kết thúc khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Trong những năm cuối của cuộc chiến này, khi Mỹ đã phát triển ra dòng tàu ngầm Sea Wolf, đây là một trong những dòng tàu ngầm tấn công nhanh nhất, lặn sâu nhất và bền bỉ nhất trong lịch sử nhân loại. Sea Wolf được thiết kế với mục đích chính là săn đuổi các con tàu lớn của Liên Xô trên đại dương. Nhưng sau chiến tranh lạnh thì cục diện cuộc chơi lại một lần nữa thay đổi. Sau khi sản xuất ra 3 chiếc Sea Wolf, thì Mỹ đã phát triển một dòng tàu ngầm mới với nhiệm vụ phòng thủ gần bờ hơn là ngoài biển. Đó là tàu ngầm USS Virginia. Tàu ngầm USS Virginia là dòng tàu ngầm chuyên thu thập thông tin tình báo và cũng để hỗ trợ các nhóm đặc nhiệm. Ngược lại, đội quân tàu ngầm của Nga lại bị chìm dần và quên lãng. Trong khi không thể phát triển một đội tàu ngầm tuần liễu trong nhiều năm liền, thì Nga vẫn hiểu rất rõ về tàu ngầm hạt nhân và hiện cũng đang phát triển nhiều lớp tàu ngầm mới. Trong khi cả Mỹ và Nga đều dựa dẫm vào tàu ngầm hạt nhân, thì các thế lực khác đang nghiên cứu phát triển các động cơ diesel. Công nghệ động lực không cần không khí AIP giúp tàu ngầm không cần tới các ống thông hơi mà vẫn có thể hoạt động tốt. Do cuộc đua tàu ngầm giữa Mỹ và Nga đã ngừng lại, nên các mẫu tàu ngầm mới chủ yếu được phát triển để hoạt động gần bờ. Hạm đội tàu ngầm nguyên tử Nga qua thập niên cuối thế kỷ 20 dần dần trở nên cũ kỹ lỗi thời, không có đủ ngân sách bảo trì và thay thế. Cuối thập niên 2000, chính phủ Nga cố gắng phát triển một thế hệ mới với một số ít tàu ngầm tân tiến hơn, với hy vọng đáp ứng được nhu cầu tương lai. Ngược lại thì Hoa Kỳ còn khoảng 70 tàu ngầm nguyên tử, bao gồm 20 tàu mang hỏa tiễn chiến lược và 50 tàu xung kích. Vấn đề là không phải chỉ có Nga, mà còn 4 nước khác là Đức, Thụy Điển, Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng số tàu ngầm nguyên tử, và ít nhất cũng sẽ trở thành điều lo ngại cho các hạm đội hải quân Hoa Kỳ. Hiện nay, họ cùng các quốc gia khác đang tham gia xuất khẩu cho một cuộc đua tàu ngầm mới đang diễn ra do các tranh chấp tại Biển Đông. Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang tự phát triển các mẫu tàu ngầm nội địa. Đâu đó dưới mặt biển thầm lặng, cuộc đua vũ trang đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đến từng phút, từng giây. Vừa rồi là lược sử phát triển của tàu ngầm quân sự trên thế giới. Quý vị có nhận định gì về hành trình trở thành vũ khí không thể thay thế của tàu ngầm? Hãy chia sẻ ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.